Hồi ức lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Là anh nuôi nấu cơm cho chục người ăn cũng khá thông thả. Tối không phải gác, được ngủ thẳng cẳng. Chỉ có 4 giờ sáng là phải thức dậy để nấu nồi cơm. Thức ăn thì là thịt hộp, mì tôm hay cá khô gì đó, nướng hoặc kho với nước lạnh, cho một tí bột ngọt, thế là xong. Hôm nào hết thực phẩm thì có một chút cơm rang cho khét một tí, rồi đổ nước vào nấu sôi lên, cho bột ngọt vào là có ngay một loại nước chan cơm để ăn. Bộ đội rất dễ ăn, ăn sao cũng được, không có ai than phiền gì. Hôm nào nồi cơm cũng sạch sành xanh, không có anh nào đau yếu gì. Ra chiến trường rồi mới thấy mấy anh chàng công tử bột mì của Sài Gòn rất là ngoan. Đã tỏ ra là những người chiến sĩ chấp nhận gian lao và anh dũng khiến quân thù phải nể mặt. Không bì với những ngày ở quân trường, có những anh lính trẻ ma lè ngại ra thao trường luyện tập nắng nôi, đã lên báo ốm với y tá đại đội để được ở nhà khỏi phải ra tập. Anh thì báo bị đau bụng, anh thì báo bị cảm, thân thể đau nhừ. Mà cái ông y tá của đại đội thì đã quá rành chiêu thức này. Khai bệnh của mấy anh chàng tân binh qua các khóa huấn luyện năm 1976-1977 nên cũng lấy ống nghe tim để khám xét, rồi khám bụng cho các cụ, xong rồi bắt đầu qua màn chữa trị. Anh nào đau bụng thì được uống thuốc đỏ vào ngay. Anh nào cảm thấy đau nhức thì được tiêm cho một ống nước cất, được quảng cáo là loại thuốc đặc trị của Liên Xô, và mỗi anh được phát cho 2 viên xuyên tâm liên trị bá bệnh, phải uống ngay lập tức trước mặt y tá. Sau đó tất cả được về nghỉ ngơi, với điều kiện người bệnh không được ăn cơm mà phải ăn cháo loãng 3 ngày để giữ gìn sức khỏe. Bộ đội đã quen ngày 3 bữa rồi, ngày thứ nhất thì còn chịu được, sang đến ngày thứ hai tất cả đều lên trình diện y tá đại đội để xin ra thao trường vì bệnh đã hết. Và riêng tôi, giờ đây cuộc đời nhàn hạ, mỗi ngày 3 bữa chiến đấu với khói lửa triền miên. Đại đội K-18 của tôi đóng quân trên những ngọn đồi ven rừng cao su, cách Phum Ta Bông Khơ Num lộ 7 hơn 5 km đường chim bay về hướng Bắc. Trên những bình độ này mọc toàn những cây le xen với những cây lá buôn. Mỗi khẩu đội 12 ly 7 đóng cách nhau hơn 100 m, trải theo dáng của đường bình độ kéo dài từ Tây lên Bắc rồi vòng sang Đông, tạo thành hình vòng cung, đảm bảo chi viện cho nhau. Và ban chỉ huy đại đội ở phía sau chúng tôi cũng hơn 100 m. Thời tiết tuy có những lúc nắng nóng, cái nắng của miền nhiệt đới nóng ẩm không làm gì được bọn lính trẻ chúng tôi, bởi những căn lều tạm của chúng tôi đều được dựng bằng lá buôn nên mát rười rượi. Mỗi khi có những ngọn gió vô công dỗi nghề lướt qua, và cũng đã có những cơn mưa rào đầu mùa xuất hiện, báo hiệu một mùa mưa nữa sắp đến. Ngoài việc mỗi ngày 3 lần khói lửa, thời gian còn lại là long nhong không biết làm gì. Sau những cơn mưa đầu mùa, những bụi le đã bắt đầu có những mục măng non nhú lên. Tôi tranh thủ đào măng, lột vỏ rồi thái mỏng, ngâm với nước vo gạo có một chút muối. Chỉ 2 ngày sau là đã có một thứ măng chua chính hiệu. Để cải thiện cho bữa ăn, ngoại trừ xạ thủ 1, 2 và khẩu đội trưởng phải ở nhà trực súng, còn lại thay phiên nhau, mỗi khẩu đội phải cắt 3 người, hợp thành một tiểu đội 9 người để đi chốt đường trong rừng cao su, để đảm bảo an ninh cho đoạn đường chính dẫn từ lộ 7 lên hướng Bắc để vào Campuchi hoặc Krau Chơ Ma. Ở nhà hoài cũng chán, tôi đã xin với Trung sĩ An, khẩu đội trưởng, cho tôi được đi chốt đường thay cho Cường Siberi, sẽ ở nhà nấu cơm. Chúng tôi 3 người, gồm Hùng Lắc, Nghiêm Trồn và tôi, kết hợp với 6 người nữa của khẩu đội 2 và khẩu đội 4 do Hạ sĩ Kế, khẩu đội phó khẩu đội 4 phụ trách, đi làm nhiệm vụ chốt đường. Vị trí chốt cách đại đội K-18 là 3 km về hướng Bắc. Đúng là rừng cao su đam bơ,
một địa danh nổi tiếng mà tôi đã từng nghe ba tôi nói đến vào năm 1971, nơi đã từng là cứ địa của Cục R của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nơi đây đã từng xảy ra những trận đánh nảy lửa giữa quân giải phóng với các đơn vị tổng trừ bị và thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa, để rồi cuối cùng phần yếu thế thuộc về lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phải rút chạy về hướng Sơn U bởi áp lực quá dũng mãnh của quân giải phóng. Những nông sản mà con người tạo lập và trồng trọt trên một diện tích đất thường, người ta gọi là vườn. Còn ở đây, giữa bạt ngàn cây cao su, có gọi là rừng cũng không hoa, bởi mỗi cạnh của đồn điền có chiều dài hơn 10 km, những con đường phân lô đất đỏ ba gian dài hun hút như vô tận. Đứng giữa mênh mông tàng cây cao su dập mát với những dãy nhà máy sơ chế mủ cao su hoang phế, không một bóng người, nền gạch móc đen cùng những mảng tường chi chít vết đạn ghi dấu ấn của một cuộc chiến đã qua vì công cuộc thống nhất đất nước. Ngày hôm nay, tôi và đồng đội của mình cũng đang đứng trên mảnh đất Đàm Bơ, một thời ghi danh chiến sử. Nhưng lần này, kẻ thù lại là anh bạn đồng chí của ngày hôm qua, bọn Khmer Đỏ, đại diện cho tập đoàn diệt chủng Pol Pot. Trong những cánh rừng cao su nóng ẩm này, muỗi nhiều vô kể. Ban ngày muỗi kéo từng đàn như phi cơ F-5 ra oanh kích, gây ngứa ngáy khó chịu. Chúng rất cảm tử, đập chết con này thì có những con khác bay vào tấn công. Chúng tôi phải gom lá cao su lại, đốt hun khói mới tạm yên ngồi được với chúng. Dưới chân những gốc cây cao su có rất nhiều lá lốt xanh tốt, một loại rau để cuốn thịt bò nướng làm mồi nhậu thì thật tuyệt. Nhưng rất tiếc, trên chiến trường thì không có ai bán thịt bò. Cây hà thủ ô ở đây mọc cũng rất nhiều, chúng tôi thường hái về nấu nước uống. Nghe nói uống loại nước cây này nhiều tóc sẽ đen và không bị bạc sớm, và còn làm cho con người sung độ. Nói chung, uống thì uống để thay nước trà thôi, vì trà cũng rất hiếm, không phải lúc nào cũng có. Còn cái vụ tóc đen hay trắng hay sung độ gì gì đó thì đâu có nghĩa gì, vì chúng tôi đại đa số là ngựa non nên không quan tâm mấy vụ này lắm. Cả tiểu đội chốt đường 9 thằng, chia ra làm 3 tốp, mỗi tốp cách nhau hơn 100 m, dài dài theo trục đường. Tôi ngồi bên vệ đường nghĩ chuyện trên trời, dưới biển với điếu thuốc dê. Hùng Lắc và Nghiêm Chồn thì vác súng đi loang quăng trông lô cao su. Lâu lâu có một tốp 2-3 người dân Campuchia chạy xe đạp đi về hướng Krau Chama. Họ chở cá sấy, đường thốt nốt hoặc mắm bò hóc trong giỏ để sau xe. Quá trưa, tôi định lấy cơm nắm ra ăn thì Hùng Lắc và Nghiêm Chồn cũng vừa về đến. Trên nòng súng khẩu AK của thằng Hùng Lắc vác trên vai treo tòng teng 2 vi cá sấy, hơn chục con cá như cá chèn màu nâu nâu do bị ám khói. Nó bảo: "Ê tị, chờ một chút đi, để tao nướng mấy con cá rồi bọn mình cùng ăn cơm." Thằng Hùng Lắc khui đám lá cao su còn đang bốc khói thành một ngọn lửa rồi đưa nguyên vỉ cá vào nướng, trong khi thằng Nghiêm Chồn móc cái bình tông nước đeo bên hông ra đưa trước mặt tôi, lắc qua lắc lại nghe nhóc nhách bên trong. Rồi nó nói: "Tụi mình ăn cơm với các sấy Campuchia và thứ nước này nhá." "Là sao? Tao không hiểu." Nó không trả lời tôi. Nghiêm Chồn mở nắp bình tông và đưa sát vào mũi tôi. Một thứ mùi thơm ập lên mũi mà các đệ tử của Lưu Linh đã nghe thì không thể nào nhầm lẫn được. Đó là rượu đế. Cái nắp bình tông trở thành bôi tiểu. Mỗi đứa một nắp xoay vòng tua đầu tiên. Hơn nửa năm rồi chưa được nếm thứ nước, nước mắt quê hương. Kể từ ngày dã từ quân trường, bây giờ được uống thứ nước mắt Campuchia có mùi vị và chất không khác gì đế vua của Việt Nam. Rượu nấu bằng gạo thôi, chứ không phải bằng củ sắn, củ mì, củ chi. Uống vào nó chạy tới đâu, nghe dần dần tới đó. Nhấm một miếng cá sấy khô để đưa cay, thấy cũng được. Tới vòng thứ 3, tôi hỏi: "Cá sấy và thứ nước này tụi mày lấy ở đâu ra vậy?" "Mày yên tâm đi, mấy tay đi xe đạp hồi nãy chạy qua đây đều là dân đi buôn, gặp con tóp Việt Nam, họ Samaki, tự nguyện chứ tụi tao có làm gì đâu." Nghiêm Chồn trả lời: "Ừ thì sao cũng được,
đừng làm gì bậy bạ. Chuyện này về thì quên đi nhé. Để tới tai lão Quang Nhữ thì tụi mình tiêu đời, tôi nói với nó. Ba đứa tôi tiếp tục chiến đấu. Đến vòng thứ 5 thì từ hướng bắc theo lộ cao su đi xuống có 3 người bộ đội. Nhìn bóng dáng tôi biết chắc chắn là không phải người của tiểu đội chốt đường, mà cũng không phải của đại đội K-18. Có 2 người trẻ như chúng tôi mang tiểu liên AK. Một người thấp đậm trắng trẻo dắt khẩu K-54 trên thắt lưng, tay cầm bản đồ bọc nhựa được xếp gọn lại. Đi đến chỗ ba đứa tôi, người đeo K-54 đứng lại nhìn chúng tôi như dò xét. Trong bụng tôi nghĩ, thôi tiêu rồi, hay là chúng tôi bị phát hiện uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ. Không biết cái ông này là tác chiến hay cán bộ chính trị của trung đoàn. Lần này toi thật rồi. Mặt ba đứa hơi đỏ hườm hườm vì có tí men vào, nhưng chưa thể say, nhưng có thể tố cáo bọn tôi đang làm gì. Anh ta cất lời, hình như nghe có mùi ngộ ngộ hả tụi mày. Anh ta không hỏi bọn tôi mà hỏi hai anh lính đi cùng, làm hai anh lính lúng túng chỉ biết cười hành hạch. Và một trong hai anh đỡ lời, dạ tụi em có nghe thấy gì đâu thủ trưởng. Hai đứa mày dóc tổ làm gì mà không biết hả? Sau lời phản ứng sự không trung thực của hai lính đi cùng, anh ta quay sang ba đứa tôi phán rằng, ba anh kia, có gì thì đem ra đi để chia sẻ với anh em cùng hưởng, ai lại giấu giếm riêng, thế có mà chơi với dế. Anh nói rồi cười ha ha, làm chúng tôi thấy nhẹ nhõm, đành phải khai báo với chính quyền cách mạng là đang còn hơn nửa lít rượu trong bình tông của Nghiêm Trồn. Có quý khách đến nhà, thằng Hùng Lắc đi nướng nốt vỉ cá sấy còn lại, trong khi tôi rót rượu ra nắp bình tông, mời ba người mới nhập hội và tự giới thiệu. Thưa sếp, tôi nói với người mang khẩu K-54, người đang nướng cá là Hùng xạ thủ, còn đây là Nghiêm, tự là Nghiêm Trồn, xạ thủ 5 vắt chân cái. Còn tôi là Tị, mới từ đại đội 3 tiểu đoàn 1 được điều về K-18 với trọng trách làm anh nuôi. Ở nhà nấu cơm buồn quá nên hôm nay tôi xin được đi chốt đường, vì biết thế nào cũng có 3 cán bộ đi công tác về sẽ ngang qua đây. Nghe tôi vừa nói dứt lời thì anh ta cười ha hả và nói, xạo, xạo, thằng cha này nói dóc không ngượng mồm à. Được, tao chịu. Mấy người thoải mái sau những lúc đương đầu với thằng địch, hơi đâu mà cứ lễ nghĩa với cấp trên, cấp dưới, chán phèo. À chúng mày ơi, rót cho tao cái nữa, rồi thằng Đặng giới thiệu với anh em đi. Tôi rót cho Đặng một nắp bình tông rượu và mời cậu ta. Cậu chỉ tay sang ông anh và nói, đây là Thiếu Y Long, đại đội trưởng đại đội K-21 trinh sát. Còn em là Đặng, binh nhất, liên lạc của anh Long. Và người bên trái là binh nhất Dũng, tự Long Ben. Nói thật với anh Tị, ngay lúc nãy em nghe mùi là biết. Khi anh Long đại đội trưởng hỏi tụi em nhất quyết không khai, có 3 ông du kích trốn trong đống rơm, có kèm theo cả bình tông rượu. Thôi tới phiên em uống đây. 6 người chúng tôi vui vẻ với cái nắp bình tông xoay dần, làm tôi quên luôn mình đang làm nhiệm vụ chốt đường. Chợt Thiếu Y Long bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn vào cái bản đồ đặt trên đùi, và anh ta hỏi tôi, cấp bậc của ông là gì? Tôi hỏi không tế nhị một chút, thường thì bị điều đi đơn vị khác là mấy ông thần tục tạt, sếp chán quá nên cho đơn vị khác. Còn ông thì sao? Dạ thưa sếp, tôi nhập ngũ tháng 5 năm 1978, cấp bậc hạ sĩ. Còn lý do tôi bị tuyên chuyển sang đại đội K-18 và làm anh nuôi thì không được rõ lắm. Nhưng đã là quân nhân thì phải chấp hành lệnh của thượng cấp, không nên hỏi lý do, tôi trả lời. Tôi thấy anh nhìn chăm chăm cái bản đồ của tôi, vậy anh có thể xem được và hiểu gì không? Thiếu Úy Long trải cái bản đồ làm đôi và hỏi tôi. Tôi chỉnh lại tấm bản đồ theo hệ thống UTM của Mỹ, theo đúng hướng Bắc trên thực địa, và tay chỉ vào bản đồ đã đánh dấu những ký hiệu bằng bút mỡ màu đỏ và nói, dạ thưa, tôi cũng biết sơ sơ, đây là khu vực đóng quân của tiểu đoàn 2 Kompong Chi, nơi sếp vừa ra khỏi. Và chỗ này đây, trong đồn điền cao su, là nơi chúng ta đang lai dài. Có biết sử dụng la bàn không? Dạ cũng tạm tạm. Với tuổi quân, cấp bậc của anh và sự tuyên chuyển đơn vị,
Tôi nghĩ anh không thể là thành phần tụt tạt. Còn điều thú vị hơn là một anh lính bộ binh với thời gian huấn luyện ở thị vải có 3 tháng thì anh không thể có kiến thức sử dụng bản đồ và la bàn được. Anh có thể cho tôi biết rõ hơn được không? Dạ, thưa, nhận xét của anh là đúng. Tôi tốt nghiệp trường bộ binh cuối năm 73, cấp bậc cuối cùng là chuẩn úy. Thôi được rồi, không cần nói thêm. Anh có muốn về phục vụ cho đại đội K21 của trung đoàn không? Dạ, nhiệm vụ của quân đội giao thì ở đâu cũng phục vụ được. Thế thì tốt. Một tuần sau, tôi có quyết định điều động của đại úy Phùng, tham mưu trưởng trung đoàn ký, điều về làm tiểu đội trưởng thuộc đại đội trinh sát trực thuộc trung đoàn. Trung úy Dương Kim Hồng gọi tôi lên ban chỉ huy đại đội để giao quyết định của tham mưu trung đoàn điều chuyển tôi về đại đội trinh sát. Gặp tôi, đồng chí Hồng rất vui vẻ và chia sẻ sự thông cảm. Những ngày qua ở K18, tôi chỉ được bố trí làm hỏa đầu quân ở khẩu đội. Anh chỉ biết được sự việc và lai lịch của tôi lúc còn ở tiểu đoàn 1, khi trao đổi với thượng sĩ Hùng trung đội trưởng 12-7 và thiếu úy Long khi xin tôi về K21. Trung úy Hồng đã chúc tôi về đơn vị mới đạt nhiều thành tích để thăng tiến trong con đường binh nghiệp. Tôi theo con đường mòn dẫn từ ban chỉ huy đại đội về khẩu đội 3 hơn 100 mét. Đi thì đi vậy, nhưng không cảm nhận được sự xa gần, chỉ thấy trong lòng nao nao vì sáng mai tôi phải tạm chia tay với những đồng đội thân thương, những người lính trẻ chưa hoặc mới hơn tuổi 20. Tụ hội ở đây nhưng quê nhà thì xa lắc, có Bắc lẫn cả Trung, Nam, kể cả thượng sĩ Lê Trọng Hường, trung đội trưởng quê ở Thái Bình, đã kinh qua thời chống Mỹ, chỉ mới 27 tuổi đời. Tôi về đến khẩu đội thì Trung sĩ An, khẩu đội trưởng, cũng vừa từ ban chỉ huy đại đội về đến đây, trên tay xách hai trái dừa và móc ra từ trong túi quần hai chai cồn 90 độ vừa khoe. Vừa ngoại giao được từ binh nhất tí, y tá đại đội, rồi cười ha hả. Tôi vẫn chưa kịp hiểu ý Trung sĩ An thì Cường Siberi áo bỏ ngoài quần chạy lại, đứng nghiêm chào thượng sĩ Hường theo đúng quân cách và báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành, em chờ lệnh của thủ trưởng. Được, đồng chí tập trung anh em triển khai ngay, chiều mượn rồi. Thượng sĩ Hường cười ha hả ra lệnh. Cường Siberi chạy xuống bê nồi cháo từ dưới bếp lên, trong khi cả khẩu đội tề tựu đông đủ. Con gà là do Nghiêm Trồn và thằng Ngọc xạ thủ 3 đi chốt đường đem về, bởi sáng nay trước khi đi chốt đã được Trung sĩ An dặn dò tụi nó cố ngoại giao thứ em đem về để tiễn tôi ngày mai về trinh sát. Anh An đập hai trái dừa cho vào bình tông rồi đổ cả hai chai cồn 90 độ vào, trộn lẫn thế là đã có gần 200 lít nước mắm quê hương của quân đội. Món mắm là cháo gà, thịt gà với măng le, ăn với ớt rừng mọc hoang trong rừng cao su, cay tóe khói. Thay mặt trung đội 2, thượng sĩ Hường tay cầm nắp bình tông tuyên bố lý do. Tuy chưa được ở với nhau bao ngày, hôm nay chúng ta lại phải tiện anh tị về đơn vị mới. Tôi thay mặt trung đội chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn thăng tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhớ là sau này có trở thành sĩ quan thì đừng có đi anh em nghe. Anh Hường nói xong thì uống cạn nắp bình tông. Cả khẩu đội vừa vỗ tay vừa cười. Trung sĩ An cũng có lời chúc ngày mai tôi về đơn vị mới. Kế đến là tôi, tay cầm nắp bình tông rượu và trong lòng bao cảm xúc, đón nhận tấm chân tình của cấp trên và đồng đội dành cho tôi. Ngày mai tôi về đơn vị với cái danh xưng hai chữ trinh sát mà nhiều người mới nghe đã muốn tránh xa. Không biết rồi đây trên chiến trường tôi có còn mạng để đi đì anh em như thượng sĩ Hường nói vui hay không. Thôi thì tới đâu hay tới đó, ăn cơm trong quân đội thì chơi tới luôn chứ biết làm sao. Tôi chúc cho anh em ở lại bình an và hoàn thành nhiệm vụ. Việc chiến đấu rồi ực rượu, nước dừa vẫn ngọt nhưng không nghe mùi rượu đế mà chỉ toàn mùi cồn 90 độ. Không đậm, không bốc, nhưng chúng tôi đã thấy say trong cái nợ ân tình.
mà những người lính dành cho nhau. Ánh mắt từng người dành cho tôi một buổi chiều là trên đồi le giữa khu rừng chiến này làm sao quên được. Vác ba lô vượt cánh rừng cao su hơn 5 km ra hướng lộ 7, tôi vào trình diện ban chỉ huy đại đội K21. Ban chỉ huy đại đội lúc này gồm thiếu úy Long, đại đội trưởng người Bình Dương, chuẩn úy Cải, đại đội phó người Thái Bình và trung úy Cường, chính trị viên đại đội. Tôi được bổ sung về trung đội 2 của chuẩn úy Nga, trung đội trưởng, để tiếp cận tiểu đội 4 thay cho trung sĩ Thang giữ chức trung đội phó. Tiểu đội chỉ còn 5 người, gồm Hầu tiểu đội phó, Năm, Minh và Lũng Long Beng. Tất cả đều là binh nhất. Thêm cả tôi thì tiểu đội có tất cả là 6. Để chuẩn bị cho đợt truy quét tàn quân của Pol Pot ở phía bắc huyện Đam Bơ, lực lượng của K21 bao gồm bộ trung đội 1 của chuẩn úy Giảng và tiểu đội 4 của tôi do thiếu úy Long làm đại đội trưởng. Chỉ huy có nhiệm vụ vào phối hợp với tiểu đoàn 1 đã từ Krau Chama hành quân ra Phum Ampech Tet, ra đến bìa rừng cao su thì gặp quân của đại đội 3. Và phía bên kia cánh đồng là Phum Chong, nơi đóng quân của đại đội 4 hỏa lực và ban chỉ huy tiểu đoàn 1. Tôi xin đại đội trưởng Long cho phép tôi ở lại thăm anh em trong đơn vị cũ. Và khi anh làm việc xong với ban chỉ huy tiểu đoàn 1 quay trở ra tiểu đội 4, tôi sẽ theo anh về và được đồng ý không? Mừng quá, tôi tót ngay về trung đội 9 để được gặp lại những người đã cùng tôi một thời vào sống ra chín. Trung sĩ Hưng, phụ trách trung đội, vẫn như ngày nào, nghiêm nghị, ít nói. Gặp lại tôi, anh rất mừng. Còn bọn lính trẻ cùng lứa chúng tôi thì ôi thôi, khỏi nói, ồn ào cả lên. Đang vui thì thằng Hùng con bẻ mép báo tin. Tị, mày có hay gì chưa? Hồ Văn Trọng, phường 4 hy sinh rồi. Cái gì? Hồi nào tao có nghe nhầm không? Tôi hỏi lại. Trọng nó hy sinh hôm 24 tháng 4 trong trận đánh chi viện cho trung đoàn 316 và bộ chỉ huy sư đoàn tại Phung Chùa bên lộ 6. Không khí như trầm lắng xuống khi nhắc lại chuyện đồng đội không về. Để phá tan bầu không khí nặng nề, trung sĩ Hưng nói. Cũng chưa rồi, chúng mày bảo thằng Tị vào cùng ăn cơm đi, còn tranh thủ mà trà lá với nhau một chút. Cơm nước vừa xong, Dũng Huế tay cầm bình tông trà với vẻ mặt hầm hầm nhìn tôi, rồi hắn sẵn giọng vừa lôi tôi ra mé bìa rừng cao su. Cái đồ heo rừng, mày ra đây tao bảo. Tôi đi theo nó mà chưa hiểu mô tê gì và tại sao nó lại mắng tôi như vậy. Mì có biết con heo nhà và heo rừng khác nhau chỗ nào không? Ý của mày là sao? Tao không hiểu. Tôi hỏi lại. Này nhé, heo nhà là được người ta nuôi nên nó sống ở môi trường văn minh nên còn ít nhiều hiểu biết. Còn heo rừng thì đời sống hoang, đã làm gì có hiểu biết. Và mi thì cũng giống như con heo rừng. Sao mày nặng lời với tao như vậy? Có gì thì anh em mách bảo với nhau. Tôi cố bình tĩnh phân trần với Dũng Huế. Mi còn nhớ cái bọn ngũ quỷ lớp 12A1 không? Nó hỏi tiếp. Sao lại không chứ? Bọn mình 5 đứa chuyên quậy phá nên đám con gái cho biệt danh này mà. Đó là thời gian đẹp nhất của chúng mình, mà sao mày lại nhắc đến chuyện này? Mi còn hỏi tại sao à? Cả 5 thằng đều đang yên ổn trong cái khuôn viên đại học, lại chẳng muốn. Đùng một cái, 4 thằng ngựa non háu đá nhảy vào trường bộ binh, để lại mình tao bơ vơ. Dũng Huế trách móc. Mày hiểu cho thời thế mà, lúc ấy có muốn tránh cũng không được. Tôi phân trần. Mị im đi, nghe tao nói này. Trước Tết năm 1974, cả bọn kéo nhau lên thăm nhà thầy Vinh dạy toán ở Phú Thọ Hòa, để cho thằng Ngọc Dũng kịp thời lên lên vị tận Buôn Mê Thuật ở vùng 2. Cả 4 thằng Mi, thằng thì quân phục giản dị, thằng thì xanh lá cổ áo, mang lon vàng, trông hách lắm. Dũng Huế dừng lời, mở nắp bình tông tọt một ngụm trà, rồi lại nói tiếp. Tao nhớ mãi câu nói của thầy Vinh dặn, cả 5 đứa khi chuẩn bị vào đời,
Khôn quá cũng chết, dại quá thì cũng chết, chỉ có biết là sống. Bây giờ 5 đứa, còn lại mấy đứa hả tị? Thằng B bú bò về sư đoàn 25, có 4 tháng thì tử trận ở chuồng mít. Kế đến thì thằng Hùng Tàu về tiểu khu Hậu Nghĩa cũng đứt bóng. Ngọc Dũng thì sau ngày giải phóng lưu lạc hay sống chết không có tin tức gì. Giờ chỉ còn 2 đứa mình thôi tị à. Nghe thằng Dũng Huế nhắc chuyện đã qua làm tôi có chút chạnh lòng, chỉ biết thở dài khi chuyện đời như một giấc mơ. Tôi đã đốt hết điếu thuốc rồi rít những hơi dài và nói: thôi Dũng à, chuyện đã qua nhắc lại làm chi cho thêm buồn. Phải nói chứ, có 5 thằng thì xem như lên bàn phong thần hết 3. Vì muốn sống hùng mạnh, giờ chỉ còn 2 thằng mà mày lại xin về trinh sát thì còn mạng để về không? Được về K18 mà lại làm anh nuôi là phúc đức của mày rồi, vậy mà không chọn. Theo câu nói của thầy Vinh, dại hay khôn đều chết, giờ mày lại muốn sống hùng, sống mạnh nữa đây. Thế mày không là con heo rừng thì là gì? Dũng à, bình tĩnh nghe tao nói này. Nghe hai chữ trinh sát thấy quá dữ đúng không? Nhưng nếu không có bộ binh để chiến với địch thì trinh sát làm quái gì được. Nói chung là mỗi thằng một nhiệm vụ mà không thể thiếu nhau. Tao không ở K21 thì những người nơi khác nếu có hy sinh thì không phải là đồng đội của mày sao? Dũng Huế đuối lý, mặt tươi lên một chút. Nó nhào lại ôm đầu của tôi, vò búa xua và cười bảo: đúng là cái đồ heo rừng, hay lý sự cồn thật đáng ghét. Tao chỉ lo cho mi thôi nhóc ạ. Hai đứa tôi có được 2 giờ đồng hồ để ôn lại chuyện ngày thơ. 4 giờ chiều, Thiếu Y Long đại đội trưởng cùng tiểu đội 4 của tôi quay trở ra. Tôi phải ra để theo về. Trung đội 1 ở lại phối thuộc với tiểu đoàn 1 cho trận càn vào ngày mai. Trước khi về, Dũng Huế còn dúi cho tôi 4 gói tam đảo mà nó đã để dành. Tôi vui lắm vì lúc nào nó cũng nghĩ đến tôi. Nhưng tôi có biết đâu đó là lần sau cùng của chúng tôi còn được gặp nhau trên chiến tuyến không có đường biên. Ngày 16 tháng 5 năm 1979, toàn bộ trung đội 2 của tôi do Trung sĩ Thang phụ trách gồm 19 người có nhiệm vụ đưa tiểu đoàn 3 vào địa điểm tập kết ở phía đông hồ chứa của sông Chinit, từ đó phát triển lên phía bắc để tiêu diệt một bộ phận lực lượng Pol Pot đang tập trung lại sau khi dạt từ đông sông Mekong sang. Theo nguồn tin quân báo, đây là lực lượng của sư đoàn 603 đang có xu hướng tiếp tục rút chạy lên hướng bắc về hướng núi Chi thuộc tỉnh Kampong Thom. 7 giờ 30 phút sáng, đoàn convoy chở toàn bộ tiểu đoàn 3 với cấp số quân không đầy đủ, ước chừng 170 người, dừng lại bên này đầu cầu Kampong Thơ No trên lộ 6. Chỉ huy tiểu đoàn yêu cầu trinh sát trung đoàn và của tiểu đoàn tập trung lại để quán triệt nhiệm vụ, xác định mục tiêu lần chót. Tôi mới biết được chỉ huy tiểu đoàn 3 là Trung úy Dương Hồng, là sếp của tôi ở K18, hiện là thiếu tướng, hiệu phó Học viện Đà Lạt, vừa được điều về thay cho Thượng úy Quân, tiểu đoàn trưởng, được điều về ban tham mưu trung đoàn. Tiểu đội của tôi đi đâu, đội hình của trung đội 2 theo hàng 1, cùng với trinh sát tiểu đoàn dẫn đầu đội hình của tiểu đoàn 3 vượt qua cây cầu sắt trên lộ 6, rồi rẽ phải vào Phung Khơ Lây, theo đường xe bò, cặp bờ bắc sông Chín Nít, vượt qua một phung nhỏ nghèo nàn, toàn nhà lá ọp ẹp, xung quanh toàn là cây chuối. Tiếp tục theo đường xe bò hơn 1 km, đi qua một thửa ruộng lớn thì đến một cái phung cũng toàn nhà lá, không có lấy một nhà sàn coi được mắt. Nơi đây cũng trồng rất nhiều chuối nên chúng tôi gọi là phung trách. Không thấy một bóng người đàn ông, chỉ có ít trẻ con và phụ nữ vận những chiếc xà rông cáu bẩn nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt. Phía đông là hồ chứa mênh mông của dòng Chinit. Phung có chiều dài hơn 200 m. Tận cùng của phung là dãy bờ ao có con kênh tưới chạy dài lên hướng bắc độ 1 km, là phung Móc Can Đô, nơi nghi ngờ có địch đang tập trung. 8 giờ 30 phút sáng, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 3
đã vào phụ trách. Trung úy Hồng đã triển khai cho đại đội 11 nhanh chóng tiếp cận và chiếm lĩnh khu vực bờ ao cuối phum. Kế đến là đại đội 10 có tăng cường khẩu 12-7 của tiểu đoàn, giữa đội hình là hai khẩu cối 82 ở cùng ban chỉ huy tiểu đoàn 3 và trung đội trinh sát của tiểu đoàn. Tiếp theo là đại đội 12 cũng có một khẩu 12-7 đi cùng, và sau cùng là trung đội trinh sát của tiểu đoàn chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ sân trái cho tiểu đoàn trong quá trình đội hình lớn chụp sang phum Móc Can Đô. Đội hình của tiểu đoàn 3 đang bố trí triển khai lực lượng ra bìa phum trách thì bên kia đầu phum Móc Can Đô hướng bờ ao đã có tiếng súng AK của địch bắn 3 phát báo hiệu. Tức thì cũng có ngay những tiếng súng AK đáp lời ở giữa phum và cuối phum Móc Can Đô. Như vậy rõ ràng là lực lượng địch đã phát hiện có sự hiện diện của tiểu đoàn 3 ở phum trách. Công bằng mà nói, với địa hình chống trải phải băng qua một cánh đồng rộng giữa ban ngày thì yếu tố bất ngờ để giành thượng phong đương nhiên là không thể có. Ngoại trừ tương quan lực lượng của ta ít nhất phải gấp đôi trong điều kiện địa hình cho phép. Không thể có yếu tố bất ngờ nữa, cối 82 của tiểu đoàn rót luôn 4 trái vào phum Móc Can Đô, và những cột khói xám do đạn chạm mục tiêu đã dựng lên sau những mái ngói đỏ tươi ẩn hiện dưới dạng dừa xanh của rìa phum, nhưng địch quân không có động thái phản ứng. Hai khẩu 12-7 đã được lệnh nổ súng bắn thẳng vào những nơi nghi ngờ nhưng vẫn chưa tạo được phản ứng của địch ngoài hiệu ứng của tiếng súng chính trị để quân ta lên tinh thần. Ba đại đội bộ binh của tiểu đoàn 3 đã dàn hàng ngang lệnh dâng đội hình tiến về phía phum Móc Can Đô 200 rồi 500 mét. Trung đội trinh sát K21 của chúng tôi cũng dâng đội hình lên theo để bảo vệ sườn cho đội hình lớn. Còn chừng 400 mét nữa vào đến phum thì bọn Pol Pot đã bắn ra hai trái DK82, một trái vào đội hình đại đội 11 phía bờ ao và một trái vào đội hình của đại đội 12 cách chúng tôi hơn 100 mét. Tiếng nổ của đạn không giật do địch bắn chỉ làm cho đội hình của quân ta bị trụm lại chứ chưa gây thương vong. Đại liên của địch ở trong phum bắt đầu quét ra từng loạt rào rào cùng với hàng loạt B-40, B-41 vỗ vào mặt đội hình của tiểu đoàn 3. Trung đội trinh sát K21 của chúng tôi cũng được Pol Pot tặng cho vài trái B-40 và hai trái B-41 hút tầm nổ lên trời. Chưa có ai bị thương vong vì bọn 603 bắn dở ẹc. Sau cú phủ đầu bằng hỏa lực của bọn Pol Pot thì ngay sau đó lập tức các đại đội của tiểu đoàn 3 đã đáp trả bằng hỏa lực và xung lực bộ binh. Đội hình chụp phum vẫn phát triển theo kế hoạch tác chiến, tuy có chậm lại một chút bởi sự phản ứng quyết liệt của địch. Tiếng đệp pa cối 82 và cối tép của quân ta nổ liên tục rót đạn về phía địch. Gần 30 phút giao chiến, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 3 vẫn nằm ngoài đồng trống, không thể tiếp cận vào phum Móc Can Đô. Không những vậy mà tình thế càng lúc càng nghiêm trọng hơn, bởi bọn 603 đã dần từng bước đẩy lùi chúng tôi về vị trí xuất phát ban đầu. Sự cơ động của hai khẩu không giật 82 đã tỏ ra sự lợi hại cùng với khẩu đại liên của địch đặt trên bờ ao. Trước tiên là khống chế sự phát triển, tìm lợi thế chiếm lĩnh bờ ao của đại đội 11 để tiến sang phum Móc Can Đô. Ta đã có hy sinh 2 binh sĩ. Tiếp theo, dưới sự hòa yểm của hai khẩu DK, xung lực của bọn 603 đã tràn ra đẩy luôn đại đội 10 về phía sau, và cánh quân của đại đội 12 cũng phải chịu sự áp đảo với quân số của địch đông hơn gấp đôi. Trên đồng trống, tôi thấy bọn chúng tràn ra như bầy kiến đen đang điên cuồng lao về phía chúng tôi với khoảng cách trên dưới 200 mét. Lúc này trung đội trinh sát của chúng tôi cũng ở vào cái thế không khác gì đại đội 12. Lúc đầu khi thấy địch tràn lên thì theo phản xạ tôi lật ngang khẩu AK tiệp siết cò cho nổ liên thanh. Một vài loạt đạn như vậy tôi không hạ được tên nào và chúng vẫn cứ tiến lên. Cả trung đội bắn quyết liệt để ngăn chặn địch, đến nỗi trung sĩ Thang phải hô hào anh em bắn tiết kiệm đạn. Địch bắn qua, ta bắn lại. Tiếng súng AK điểm xạ nổ đinh đoang
giữa đồng nghe ấm và vang vang như âm thanh trong phim Cowboy, cùng sự điểm nhịp của tiếng nổ phóng B-40, B-41, cối 82 và 62 của tiểu đoàn 3 phải bắn thu tầm cũng thua dần vì tác xạ không hiệu quả bởi sự gian trải của đội hình địch trên cánh đồng. Nhìn sang phía trái của đội hình trung đội, chúng tôi phát hiện từng tốp 5 đến 10 tên địch với khoảng cách 15 đến 20 mét, mỗi tốp tổng cộng hơn 50 tên xuất phát từ cuối phum Móc Càn Đồ, chạy băng qua cánh đồng về hướng phum nhỏ mà trên đường vào chúng tôi đã đi qua. Tôi hình dung được bọn 603 có thể có ý đồ chặn đường chúng tôi rút ra, như vậy có nghĩa là chúng quyết tâm thịt bọn tôi. Đại đội 12 gần như bị vỡ trận trước sự áp đảo của địch quân. Khẩu 12-7 của tiểu đoàn không kịp tháo súng để nguyên súng còn nửa dây đạn trong hộp tiếp đạn đã được ba xạ thủ vác luôn cả ba chân trên vai, chạy trên đám ruộng xình lầy, bì bõm, ngược trở vào phum trách. Phải công nhận, anh em mình khỏe thật. Trung sĩ Thang lệnh cho tiểu đội 4 của tôi bắn chặn địch để trung đội rút vào bìa phum trước. Sau khi tất cả đến bìa phum an toàn, anh Thang đã bắn yểm hộ để chúng tôi rút vào. Với khoảng cách gần 200m là vào đến bìa phum, 6 người chúng tôi mở hết tốc lực để chạy như bị ma đuổi trên mặt ruộng xâm xấp nước trộn lẫn bùn lầy vào gốc dạ để đua với tốc độ đạn tiểu liên của địch bắn đuổi, với những viên thì bay qua đầu xé gió nghe chiu chiu, có những viên cắm xuống đất nghe phật phật làm bùn nhão văng ra tứ tung. Tôi như con mèo ướt lấm lem vì những lúc nằm bẹp ở bờ ruộng. Chạy vào tới bìa phum thì gặp ngay một bụi tre gai khá rậm, tôi chui vào ngay và kế tiếp là thằng Năm cũng chui vào theo. Hai đứa tôi như hai con trồn luồn lách trong bụi tre gai rất nhọn như không có gì bị cản trở. Sau khi vào đến tận cùng của bụi tre, chúng tôi quay súng về hướng địch thủ thế thì có tiếng của trung sĩ Thang gọi: "Tị đâu? Tị đâu rồi? Đến đây tớ bảo nhanh lên." "Dạ có đây, em sẽ đến ngay." Miệng báo cáo là đến ngay, nhưng tôi và thằng Năm không tài nào chui ra khỏi bụi tre được vì tre gai dày chằng chịt. Cái thì móc vào ba lô, cái thì móc vào quần áo. Gỡ được hai bên này thì nhánh bên kia lại bấu vào. Tôi phải cầu cứu với ông Hầu tiểu đội phó đang nhìn bọn tôi cười khè khè, còn buông lời chọc quê: "Vào được thì phải tự ra được, kêu gọi cái gì? Địch nó vô gần tới nơi rồi." Nói thì nói vậy, nhưng cái lão Hầu khà khịa vẫn chạy vào nhà dân gần đó và tìm được một con dao để mở lối cho hai đứa tôi chui ra. Trung sĩ Thang bảo tôi nhanh chóng chạy đi báo cáo với chỉ huy tiểu đoàn về việc phát hiện đã có một bộ phận địch quân di chuyển vào phum nhỏ để chặn đường rút của quân ta ra lộ 6. Tôi tìm được Trung úy Hồng ở cuối phum và báo cáo lại sự việc. Với bản lĩnh của một người chỉ huy, sắc mặt anh vẫn không thay đổi trong tình thế này. Sau một chút suy tư, Trung úy Hồng bật cười rồi nói: "Thằng Pốt này định cho anh em mình tắm mát ở sông Chi Nhít đây mà." Nói rồi Trung úy Hồng cười ha hả thoải mái và ra lệnh cho tôi: "Tị này, em về ngay trung đội báo với chỉ huy đem toàn bộ trung đội lên đây." Theo nguồn tin quân báo ban đầu, có một bộ phận địch xuất hiện tại phum Móc Càn Đồ. Theo thuật ngữ chiến trường, sau khi bị quân đội Việt Nam đánh tan rã thì quân Pol Pot còn lại trên chiến trường chỉ là đám tàn quân. Thuật ngữ của một bộ phận ở đây có khái niệm chỉ một đại lượng, có thể là một trung đội hay một đại đội, hoặc tối đa là một tiểu đoàn. Mà một đại đội của tàn quân Pol Pot thì không thể còn đủ cấp số quân như một số đại đội chính quy. Thường một đại đội chỉ có trên dưới 20 người. Chính vì thuật ngữ một bộ phận địch như vậy nên chỉ huy trung đoàn đã quan niệm chỉ cần sử dụng lực lượng tiểu đoàn 3 là đủ sức tiêu diệt một đoàn tàn quân của Pol Pot. Có thể tin quân báo trong giai đoạn đầu phát hiện địch là đúng, nhưng thời gian là yếu tố làm thay đổi cục diện lại một vấn đề. Với xu hướng tập hợp để tiếp tục chạy lên núi Chi, Campong Thom, bảo tồn lực lượng vô hình chung, địch đã tập hợp được thêm quân số
thành cấp trung đoàn thiếu từ các nơi trên địa bàn trong thời gian trung đoàn 5 năm huy động lực lượng tạo thành. Trong tình thế hiện nay, cho thấy chúng tôi đã bị địch bao vây. Phía trước mặt hướng chủ yếu là cánh đồng, nhìn sang Phu Móc Càn Đồ, thì đại bộ phận của địch đang án ngữ. Hướng tây ra lộ 6, địch đã chốt chặn và răng bẫy phục kích nếu tiểu đoàn 3 lội ngược trở ra. Phía sau lưng là sông Chi Nít, hướng bờ bao nơi đại đội 11 trấn giữ, mà trước mặt tuy không có địch nhưng là đầm lầy. Nếu vượt qua thì quân tiểu đoàn 3 sẽ trở thành những cái bia sống để quân 603 tập bắn, bởi 2/3 bờ bao là do Pol Pot khống chế. Trung đội của chúng tôi đã nhanh chóng tập trung đầy đủ tại khu vực đặt hai khẩu cối 82 chờ lệnh của chỉ huy tiểu đoàn. Theo triển khai ý định tác chiến của Trung úy Hồng thì tiểu đoàn 3 sẽ tổ chức một đợt phản kích hạn chế để phá thế bị bao vây. Cụ thể, đại đội 11 tiếp tục nống lên đội hình hướng bắc đến mức có thể và tìm cách chiếm lĩnh bờ bao càng nhiều càng tốt để làm điểm tựa cho đại đội 10. Nống đội hình ra khỏi phum độ 300m thì dừng lại chờ lệnh. Đại đội 12 có nhiệm vụ tổ chức cảnh giới khu vực đầu phum, phòng ngừa địch tập kích từ hướng lộ 6 vào. Trung đội trinh sát trung đoàn và trung đội tiểu đoàn hợp thành một đại đội do Trung úy Hồng trực tiếp chỉ huy, tạo thành một cánh quân sẽ phát triển song song với đại đội 10. Tinh thần quán triệt chung là bắn tiết kiệm đạn và dụ địch bắn càng nhiều càng tốt. Hai khẩu 12 ly 7 sẽ ở tại chỗ ở rìa phum, một ở đại đội 12 sẽ bắn yểm hộ phía sườn trái cho đại đội thiếu của Trung úy Hồng và một đang tăng cường cho đại đội 10, có nhiệm vụ bắn điểm xạ ngắn chi viện cho bộ binh khi địch bắt đầu nổ súng. Riêng hai khẩu cối 82, mỗi khẩu chỉ còn 6 trái đạn, sẽ được bắn 4 trái, khi có lệnh còn để lại 2 trái dự phòng. Về liên lạc, 5 máy 2W, 1 của tiểu đoàn và 4 máy ở các đại đội đều lên máy để xuất kích. Trung đội K21 của chúng tôi chỉ có 2 khẩu B40 với 4 trái đạn. Riêng Trung sĩ Thang, chỉ huy trung đội, thì thủ khẩu M79 còn 7 viên đạn, còn lại đều là tiểu liên AK. Phần tôi có tất cả 5 băng đạn thì bây giờ chỉ còn độ 60 viên. Tinh thần chung là bắn điểm xạ tiết kiệm đạn, thấy địch mới bắn. Cánh quân chúng tôi rời khỏi rìa phum hướng ra cánh đồng theo từng tốp 3 người. Tốp trước cách tốp sau 30m và mỗi tốp cách nhau cũng độ chừng 30m. Theo hình bậc thang phát triển về hướng đầu phum Móc Càn Đồ, một đội hình của đại đội 10 cũng dâng lên song song với chúng tôi cách 100m bên tay phải. Ra khỏi phum độ 50-70m thì địch đã bắn vài loạt tiểu liên AK, nhưng quân ta chưa bắn đáp trả mà cứ lừ lừ như tàu điện, cứ thế mà tiến dần lên. Có lẽ thằng chỉ huy của địch cũng sẽ hoang mang trước hành vi khá quái lạ của quân ta, có ý đồ gì đây. Mà có biết đâu, chúng tôi đã sắp hết đạn. Vượt qua ngưỡng 150m thì bọn 603 Pol Pot đã có phản ứng quyết liệt. Đầu tiên là hai khẩu DKZ-82 của chúng lại lên tiếng nã đạn vào hướng của đại đội 11 và đại đội 10 để ngăn sự lấn chiếm bờ bao và hạn chế sự phát triển của đại đội 10. Con gà cổ 12 ly 7 của đại đội 10 đã cất tiếng điểm xạ, nghe cũng ấm lòng một chút. Hướng của chúng tôi nhẹ đòn hơn, nhưng cũng phải bò lết men theo từng bờ ruộng để tiến lên, bởi đại liên của địch tuy không xé gió ngầu như 12 ly 7, nhưng nếu để lỡ chúng một phát thì theo ông bà ông vải như chơi. Từng bầy kiến đen lại túa ra từ trong phum như muốn nuốt chửng bọn tôi. Từ khoảng cách trên dưới 300m, giữa trưa nắng, tôi thấy những cái chấm đen di động. Tôi có cảm giác chúng như những bóng ma. Chúng tôi vẫn cố lợi dụng các bờ ruộng thấp để tiến lên. Trừ việc bị trúng đạn nhọn là hên xui, còn phóng lựu B40, B41 với khoảng cách trên 200m, bọn địch bắn không chính xác, ngoại trừ tiếng nổ âm âm làm mình rót chút thôi. Hơn nữa, trên đồng trống từ xa
Chúng vừa khai hỏa, nếu phát hiện được thì chúng tôi đã có đủ thời gian để ẩn nấp. Còn phải nói là uy lực của 82 không giật rất hiệu quả. Tốc độ của đạn bay rất tuyệt vời. Nếu quan sát bằng mắt thường, vừa thấy địch khai hỏa là trái đạn đã tới nơi. Nếu bắn chính xác thì mục tiêu sẽ khó thoát. Chính vì vậy, khi đội hình của phân đội chúng tôi đã đến được điểm ước địch, thì đại đội 10 vẫn còn thấp hơn chúng tôi cả 100 mét và đã có binh sĩ hy sinh và bị thương. Nhóm 3 người gồm Năm và tôi, thủ tiểu liên AK cùng Dũng. Dũng Long Ben, thủ khẩu B-40 với 2 trái đạn vẫn chưa bắn phát nào vì địch còn ở khá xa. Ta và địch vẫn giữ khoảng cách trên dưới 20 mét. Trong khi ta lợi dụng bờ ruộng thủ thế thì thằng địch cứ từng tốp 2-3 thằng chạy qua chạy lại chứ không dám tấn công như hồi sáng. Cái tiết mục giỡn mặt chính quyền của thằng Pol Pot làm trung sĩ thang tốn 2 trái M79 và toi mất gần cả băng đạn mà không làm nên cơm cháo gì. Cuối cùng thì đại đội 10 cũng lên được điểm quy định và bắt đầu trụ lại giữa cánh đồng. Sau gần 20 phút nữa, ta và địch chơi trò vờn nhau thì Trung úy Hồng lệnh cho cối 82 tác xạ với cự ly 500 mét về hướng trước mặt đại đội 10 và đội hình phân đội của chúng tôi. Sau đó chúng tôi được lệnh cuốn chiếu rút trở vào phum an toàn, trong khi địch không truy kích theo như lúc ban đầu. Khi toàn bộ đã vào tới phum, chỉ trừ đại đội 11 đã chiếm được một phần bờ ao thì tiếp tục ở lại trấn giữ. Trung úy Hồng đã lệnh cho các chỉ huy đại đội triển khai canh phòng, đồng thời cứ yên tâm cho bộ đội nấu cơm vì đã quá trưa rồi. Trung đoàn đã có điện cho tiểu đoàn 1 đang trên đường hành quân vào chi viện cho tiểu đoàn 3, độ chừng 2 giờ nữa sẽ vào đến nơi. Qua trận đánh phản kích, tuy không nói ra nhưng cho thấy Trung úy Hồng đã chơi thấu cấy thằng chỉ huy của 603. Quân ta yếu hơn về cấp số quân và cũng sắp hết đạn, vậy mà đã ra vẻ ta đây dám đem quân ra chơi tay đôi lần nữa. Dụ cho cụ cậu 603 bắn muốn hết đạn rồi trở vào phum nằm chờ thời. Mà đã là tàn quân thì nguồn hậu cần đâu còn, nên hết đạn là gay go vô cùng. Nếu như lúc sáng mà bọn Pol Pot chơi tới luôn, đừng bày trò chặn được phục kích, thì không biết chừng này thầy trò chúng tôi đã phải tắm sông chi nít rồi. Thôi thì chờ tiểu đoàn 1 vào rồi tính tiếp. Trong cái nắng oi ả của mùa hè, thời gian cứ trôi đi chậm rãi, làm tăng thêm cái không khí ngột ngạt. Trung đội của chúng tôi, mọi người căng mắt ra quan sát, nhìn về phía cánh đồng để canh phòng khả năng địch sẽ tập kích dứt điểm tiểu đoàn 3, đồng thời là sự chờ đợi tiếp viện của tiểu đoàn 1. Lúc đầu khi đơn vị tôi bị địch vây khốn, tôi thấy có một chút lo lắng bởi sự sống chết hay tệ hơn là bị địch bắt. Giờ đây tôi và đồng đội vẫn tiếp tục trong vòng vây của địch và điều gì đến sẽ xảy ra nếu ngay bây giờ bọn sư đoàn 603 Pol Pot tiếp tục tấn công, hoặc vì một lý do nào đó mà tiểu đoàn 1 không đến chi viện được cho chúng tôi, thì khi màn đêm buông xuống, chắc chắn địch sẽ tập kích dứt điểm, và đó là một kịch bản tệ hại đối với tiểu đoàn 3. Tôi chỉ còn hơn 30 viên đạn. Thôi thì cái gì đến, nó sẽ đến. Có muốn tránh cũng không được. Giày dép còn có số má. Đã là lính trận, thì dù có lo nghĩ cho nhiều, chỉ cũng vậy thôi. Hãy đối diện với thực tế nghiệt ngã để có thể tồn tại. Khoảng chừng 3:30 chiều, đột nhiên mây đen kéo đến. Vần vũ trên bầu trời báo hiệu sẽ có một cơn mưa to. Cùng lúc này, qua hệ thống thông tin của tham mưu trung đoàn 55, chỉ huy tiểu đoàn 3 đã liên lạc được với tiểu đoàn 1 qua máy bộ đàm. Lực lượng tiểu đoàn 3 đã đổ quân ngoài lộ 6 và đang triển khai đội hình thành hai cánh quân. Thứ nhất là nỗ lực chính gồm đại đội 1, đại đội 3 và đại đội 4 hỏa lực tập kích trực tiếp vào phum Móc Can Đô từ hướng Tây và có sự phối hợp với đại đội 10 và 11 của tiểu đoàn 3 từ phía Nam đánh ép lên. Cánh quân thứ hai là đại đội 2 của tiểu đoàn 1 từ lộ 6 sẽ tập kích vào phum Trách Nhỏ. Đang có một lực lượng địch trú động
chặn đường lui của tiểu đoàn 3 ra lộ 6. Đại đội 12 và trung đội trinh sát của chúng tôi được lệnh đón lõng phum trách nhỏ từ phía đông khi cánh quân của đại đội 2 chạm địch. Toàn bộ đội hình của đại đội 12 và trinh sát chúng tôi được dàn hàng ngang như không có gì để mất, sẵn sàng chờ đón địch khi đại đội 2 của tiểu đoàn 1 lùa địch ra khỏi phum. Chúng tôi áp sát phum độ 200m thì dừng lại để chờ động thái tác chiến của đại đội 2. Trong lúc địch chưa có phản ứng gì thì trời bắt đầu rớt hạt. Những hạt mưa lúc đầu còn rải rác, sau đó càng lúc càng nặng hạt. Một vài tiếng nổ của đạn B-40 đã vang lên từ hướng cánh quân của tiểu đoàn 1 đã áp sát vào đầu phum Mokando. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ của đạn hỏa lực đi cùng bộ binh và cối 82 chạm mục tiêu vang rền cộng với những tràng đạn tiểu liên. Phản ứng của địch chống cự khá quyết liệt trước sự tập kích của tiểu đoàn 1. Có một vài trái B-41 do địch bắn vút tầm nổ ngay trên không đội hình chúng tôi. Khẩu thượng liên 12-7 của tiểu đoàn 3 đã lên được bờ bao và bắt đầu nhả đạn để yểm hộ cho đại đội 10 và đại đội 11 băng qua cánh đồng tiếp cận phum Mokando. Nhìn từ phía xa xa, thấy quân mình dàn đội hình từng tốp, tiến lên tấn công địch ngoài cánh đồng thật ngoạn ngục. Theo riêng tôi là một trận đánh phối hợp của hai tiểu đoàn khá đẹp, có chia cắt địch, có mũi chính diện và có tạt sườn. Không như lúc sáng, quân ta chủ quan dàn hàng ngang, chụp phum đã bị địch đẩy lùi, vây ép, phải lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Tiếng B-40 nổ khá gần cùng hàng loạt tiếng nổ của tiểu liên AK nổ liên thanh đã kéo tôi trở về với thực tại. Những tiếng nổ ở phía trước mặt báo hiệu đại đội 2 đã chạm địch. Khẩu 12-7 của đại đội 12 được lệnh nổ súng bắn cao với tác dụng gây rối đội hình địch trong phum để đại đội 2 lùa địch ra đồng. Mưa vẫn không ngớt hạt, nhưng chúng tôi lợi dụng bờ ruộng nhích dần vào phum và kiên trì nằm ngoài ruộng sũng nước chờ địch. Một thằng, ba thằng, cách chúng tôi chưa đầy 100m, rồi thì cả bầy hơn 30 tên áo đen từ trong phum túa ra, cắm đầu cắm cổ chạy lên hướng bắc. Địch đã lọt vào cái bẫy của đại đội 12 đã giăng, và chúng tôi đã bắn với tất cả các loại vũ khí hiện có: 12-7, cối 62, tiểu liên AK và B-40, B-41. Trong màn mưa trắng xóa, tôi lại có dịp tập bắn bài 1, bia số 4A di động. Bọn địch tháo chạy nên có quá nhiều mục tiêu, làm tôi rối lên bởi sự tham lam. Từ thước ngắm đến đỉnh đầu ruồi, cứ ngang lưng thằng địch mà xiết cò. Tổng cộng có 5 thằng bị trúng đạn đi đời. Ta đã thu được 4 tiểu liên AK và 1 B-40. Nhưng cũng chưa chắc là do tôi tiêu diệt, mà cũng có thể do các đồng đội của chúng tôi bắn hạ. Vì trong lúc tác xạ, mưa gió quất ào ào, số còn lại địch đã thoát chạy lên hướng bắc. Thông tin của đại đội 12 nhận được tin báo từ tiểu đoàn phum Mokando đã được giải phóng, quân của tiểu đoàn 1 đã làm chủ trận địa và đã bắt tay được với tiểu đoàn 3. Trong trận đánh phum Mokando, 15 tên Pol Pot của sư đoàn 603 bị tiêu diệt. Ta thu được 7 AK và 1 B-41. Về phía ta hy sinh 2 của đại đội 3. Kết thúc trận đánh, trung đội của chúng tôi được lệnh chờ ra lộ 6 để hành quân cơ giới về Botkhanor, nơi ở của sở chỉ huy trung đoàn 55 đứng chân, cách đó hơn 25 km về hướng nam. Còn tiểu đoàn 3 sẽ tiếp tục đi đâu thì tôi không rõ. Chúng tôi theo chân đại đội 12, vừa ra đến lộ thì 5 cái cáng võng liệt sĩ của tiểu đoàn 3 cũng vừa ra đến. Trong đó của đại đội 10 là 2 chiến sĩ và đại đội 11 là 3 chiến sĩ. Khi nhìn thấy những cáng võng liệt sĩ của tiểu đoàn 3, bỗng nhiên tôi thấy trong lòng hồi hộp và đánh trống ngực lạ thường. Tôi chợt nhớ lại cái thông tin của đại đội 3 cũng có 2 chiến sĩ hy sinh khi còn đang say men chiến thắng, đã không kịp tìm hiểu. Tôi cuống cuồng chạy đi tìm thằng Chánh mang máy 2W
của đại đội 12 để nhờ liên lạc với thông tin hái oát của tiểu đoàn 1 xem những ai đã hy sinh trong trận đánh này. Trong tiếng xôi điện rè rè và tiếng bấm ngắt tổ hợp máy truyền tin, tôi nghe rõ giọng thằng Hồng, thông tin trả lời câu hỏi của thằng Chánh bằng tiếng lóng. Thầy Hưng bỏ mẹ và thầy Dũng bỏ con, C2 cộng 1 lên đường về nước. Nhận đủ 5, cảm ơn bạn. Thằng Chánh kết thúc bộ đàm. Tôi sững người, gai ốc nổi lên, không phải vì thấm mưa lạnh, mà vì chính tai tôi vừa nghe cái tin quái ác mà thằng Hồng vừa nói ra qua bộ máy điện đàm 2W. Cái tin trời đánh mà tôi không muốn tin một chút nào. Cả đại đội 3 chỉ có một Nguyễn Văn Hưng, trung đội trưởng trung đội 9. Cả đại đội có tới mấy thằng Hùng, Nguyễn Dũng cũng chỉ có một, chính xác tới 99.9% là nó rồi. Và anh Hưng bị rồi, nhưng tôi vẫn không muốn tin vào điều đó. Lúc này quân của tiểu đoàn 1 lục tục kéo ra dọc hai bên đường lộ 6 để chuẩn bị hành quân về ngã ba Sơ Cun. Vừa đó thì trung đội vận tải của thằng Hội, thằng Bình cũng đưa hai cáng võng liệt sĩ từ trong đường xe bò ra đặt dưới gốc cây bã đậu bên vệ đường lộ 6, nơi ta đã tập trung 5 liệt sĩ của tiểu đoàn 3 để chờ xe của trung đoàn đến đón. Đi theo còn có anh Vẹn, trung đội phó trung đội 8 và thằng Hùng Bông. Tôi bước vội đến và hỏi anh trung sĩ Vẹn. Thằng Nguyễn Dũng và anh Hưng hy sinh rồi phải không anh? Ừ, thì hai thầy trò nó đi cùng một lúc, nhanh đến không ngờ em ạ. Hy sinh bởi đạn nhọn hay hỏa lực hả anh? Lúc đánh đồn địch ra khỏi phum, ông Hưng đưa trung đội 9 tiến lên chiếm lĩnh bờ bao, thì còn 3 thằng Pol Pot còn sót lại. Tụi nó ria tiểu liên AK làm ông Hưng và Nguyễn Dũng tử thương trên mặt đê. Bù lại tụi tao đã làm thịt 3 thằng khốn kiếp đó rồi. Tôi bước lại cái võng đang ấp ủ thi hài của Dũng Huế. Ngồi kế bên là thằng Hùng Bông với bộ mặt eo xèo. Cũng phải thôi, Dũng Huế và Hùng Bông cùng là dân phường đội của phường 20 quận 10. Cả hai được kết nạp đoàn và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cùng đợt tháng 5 năm 1978. Tôi mở cánh võng ra để nhìn mặt thằng bạn thân. Hai mắt nó nhắm nghiền như đang ngủ, một giấc ngủ thiên thu mà khi đã là con người thì ai cũng có lúc phải nếm trải. Nhưng với thằng bạn tôi là quá sớm, khi bao ước vọng còn dang dở. Mùa hè năm 1974, lần tôi về phép, hai đứa tôi lại kéo nhau ra cà phê phố Lạng dưới chân tượng vua Quang Trung ở góc chợ Nguyễn Tri Phương. Nó bảo với tôi sẽ cố gắng hoàn thành 4 năm để lấy cho được cử nhân văn khoa, rồi đi dạy học để cho có ích với đời. Và khuyên tôi bớt đi cái mộng làm khanh tướng trong cái thời buổi này, để chữ thọ mãi trên tráng. Chuyện đời là vậy, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Cuối cùng thì cả tôi và nó đều tự nguyện trở thành người lính trên chiến trường ngoại biên này. Với nó, ước mơ nghề gõ đầu trẻ chưa thành và cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai, mà nó đã đi vào lịch sử như bao người trai đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Tôi đưa tay vuốt mặt Dũng Huế đã lạnh giá từ lúc nào. Trên ngực trái còn vết máu loang, vết thương duy nhất ngay tim đã tước đi sự sống của một con người. Hôm trước nó còn lo lắng sống chết cho tôi, giờ thì không phải lo cho nó nữa. Tôi cởi chiếc mũ mềm đang đội có ngôi sao đồng, huy hiệu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, để đội lên cho nó, xem như là món quà tôi dành riêng cho nó. Nó chưa được làm thầy giáo thì đã về bên kia nớ làm thần chiến sĩ. Trời chiều vẫn mưa, lúc thưa thớt, lúc nặng hạt. Tôi quay sang cáng võng của trung sĩ Hưng để thăm anh lần cuối. Tôi chỉnh sửa lại thế nằm của anh, trông ngay ngắn. Lúc hai tay nâng đầu của anh, tôi phát hiện hộp sọ phía sau gáy đã bị vỡ bởi một viên đạn tiểu liên. Người chỉ huy cũ của tôi, hàng quý mến, đã bao ngày cùng nhau trên hỏa tuyến, nay đã không còn. Tôi chúc anh giấc ngủ an bình. Chiếc GMC của trung đoàn đã đến. Trung đội vận tải đưa các tử sĩ lên xe để về nước ngay trong chiều nay. Chiếc GMC như con trâu già, giống cổ gào lên, phun khói đen thui,
rồi lăn bánh từ từ về phía trước, chở theo những anh hùng vị quốc vong thân, trong đó có thằng bạn thân từ tuổi học trò. Mưa vẫn rơi, kèm theo những ánh chớp mịt mù, bóng chiếc xe xa dần, gió quật hai bên hàng cây đường như tiễn chào anh đi. Tôi đứng rủ người, vai ướt đẫm, cùng với khẩu tiểu liên còn vài viên đạn, mắt nhìn theo xe để mặc cho mưa, khi trong lòng ngổn ngang cho đến khi Trung úy Hồng đến vỗ vai tôi. Anh nói: "Chúng ta đi thôi em ạ. Có những chuyện lính phải chịu đựng và biết chấp nhận để tất cả cho ngày mai." Trên chiến tuyến mịt mù thuốc súng, ngày hôm qua tiền đồn heo hút, hôm nay trên đỉnh đồi chiều gió lộng, với những gương mặt rắn giỏi, tóc nhuốm bụi đường cùng làn da đen sạm, khẩu tiểu liên luôn bên mình như người tình muôn thuở. Ba lô trên lưng chờ đầy những điều dấu ái, quyển nhật ký cùng bao lá thư xanh miền hậu tuyến, để bao đêm anh lính yên mình gối đầu nơi góc rừng xa xăm. Những người lính bộ binh đã là đời lính thì nhiều gian khổ, nhưng cung đàn lời ca trong từng giai điệu trữ tình. Lính không lượt là áo gấm như công chức văn phòng hay thương gia sang trọng, sáng lên ngựa chiều xuống xe, nên nhiều khi người đời lầm tưởng lính không biết sầu nhớ, không có trái tim đắm say mộng mơ, không ước vọng hoài bão. Anh, tôi và những người lính trẻ trong quần ngũ, mỗi người đều có khoảng trời riêng của quá khứ đẹp đẽ, tuyệt diệu mà ai trong chúng ta cũng đã đi qua trên con đường về tới nhà hay đi vào lớp. Ôi, nhớ lắm, nhớ cái tuổi măng tre trong nắng hoe vàng phan mai, có biết bao nhiêu chuyện tình tuổi thư sinh đã in dấu trên con đường lá đổ để đưa đường cho từng đôi từng lứa, chiều góc phố hẹn hò nơi quán nhỏ, cà phê cùng tiếng nhạc êm đềm, để tối về chia tay nhau dưới ánh đèn vàng hiu hắt của nỗi lòng cư xá. Nhớ con đường trời mưa êm, có những chiếc dù che hương tình ái. Nhớ ơi là nhớ, nhớ đến bất tận. Trời chiều tháng 6, chỉ còn một ít nắng le lói đỏ hoe ở phía tây, báo hiệu một ngày sắp hết. Tôi phụ trách trung đội 2, với biên chế chỉ có 2 tiểu đội, gồm 15 người kể cả tôi, tiến về khu rừng phía đông của thị trấn Botkhano, với nhiệm vụ bám nắm tình hình địch trên địa bàn cặp bờ tây sông Mekong. Đồng thời nếu phát hiện lực lượng nhỏ lẻ của toàn quân Pol Pot thuộc sư đoàn 260 hoặc 603 thì có thể chủ động nổ súng tiêu diệt. Chúng tôi hành quân cắt rừng ước chừng hơn 6 km thì trời tối, và trong rừng thì trời tối nhanh lắm và bắt đầu đổ mưa. Đúng là mưa tháng 6, mà tôi thì đâu có lại trời mưa, mà trời vẫn cứ mưa hoài, mưa mãi. Đời lính là thế, không có thứ bảy hay chủ nhật, ngày nào cũng như ngày nào, không có chuyện nắng mưa ngủ nghỉ, mát trời thì đi chơi, mưa nắng gì thì cũng phải đi, bởi nhiệm vụ trên giao thì phải hoàn thành. Trung đội của tôi mọi người phải quấn tăng che mưa rồi tiếp tục lầm lũi hành quân trong đêm mưa rừng nhiệt đới. Theo nhiệm vụ được giao, chúng tôi có nhiệm vụ thám sát tại khu vực cặp suối và hồ nước phía đông Phum Lo Bích. Nhưng sau 4 giờ đồng hồ băng rừng, chúng tôi lại đi check ra cánh đồng ở phía đông của Phum. Do bởi mặt kính của địa bàn Trung Quốc sản xuất bị rạn nứt nên nước mưa thấm vào, làm cho kim bị lệch chạch 5 độ về phía đông đông nam. Thay vì phải tránh gốc đông nam, trời cũng đã khuya và mọi người cũng bắt đầu thấm mệt. Tôi đưa trung đội lên dốc Bình Độ, hạ trại, tổ chức thành 3 nhóm canh phòng rồi nghỉ ngơi. Mọi việc sáng mai tính tiếp. Tôi tranh thủ chùm tấm tăng làm mấy hơi thuốc cho đã thèm. Trời thì lạnh lẽo, kéo mấy hơi thuốc thật đã, rồi nằm ngửa trên tấm che mưa ni lông, ôm khẩu tiểu liên vào. Mắt thì đếm sao trời xuyên qua tán lá rừng yên tĩnh, và đầu thì nghĩ ngợi miên man. Chiến trinh ơi chiến trinh, để rồi tôi thành người lính. Cuộc đời này có những cuộc tình chia xa, để người đứng ngoài đầu rừng, người đứng cuối tận chân mây, nhớ về con đường cũ không tên. Trong mênh mông gió cát, có những bóng người lính chúng tôi cứ miệt mài đổ dài mọi nẻo đường khu chiến. Tôi sẽ nói với em, tình mình có chịu nhiều giang dở vì đời lính nhiều gian khổ, bởi kẻ ở miền xa
luôn hiểu thế nào là mong đợi, mong chờ trong khắc khoải. Dưới hàng cây lá me bay, sẽ thay anh vuốt tóc em khi rời thư viện trong hoàng hôn màu tím. 5 giờ sáng, trời còn hơi sương. Toàn trung đội tôi đã thức dậy, chuẩn bị nhổ trại tiếp tục hành quân. Sau khi phì phèo mấy hơi thuốc lá cho một ngày mới, tôi đưa tay quấn lại tăng che mưa. Thì ôi thôi, mấy con mối rừng đã cắn thủng te tua cái tăng mưa của tôi, theo hình cái lưng tôi nằm đêm qua. Bọn mối này cắn rất điệu nghệ, chúng ăn sạch tấm ni lông rất êm, đến nỗi suốt đêm tôi không hay biết gì. Nạn nhân thứ hai là hạ sĩ Thành Còi, tiểu đội trưởng tiểu đội 3. Ngoài tăng che mưa bị tiêu hủy, thì nguyên mảng lưng áo cũng bị sơi tái, mà lúc nào không hay. Chúng tôi đành tình cho không biếu không, 2 tấm tăng che mưa cho bọn mối rừng háo ăn. Chúng tôi bước đi mà bọn mối vẫn còn chạy vòng vòng quanh tấm tăng và tiết ra thứ mùi hăng hăng hôi rình. Cả trung đội do Trung sĩ Hầu, tiểu đội trưởng tiểu đội 4 dẫn đầu cắt đường về hướng nam, tiến về khu bầu nước. Được hơn 1 km thì chúng tôi đã vào khu vực sình lầy quanh hồ nước, cây rừng che phủ bên trên, còn bên dưới thì ngập nước bởi trận mưa đêm qua. Tuy nhiên không khó di chuyển lắm. Tôi dự đoán với tình hình ngập ngụa như thế này mà lại đi gần khu vực ruộng rẫy của dân cư, sẽ ít có khả năng địch xuất hiện ở đây. Trung sĩ Hầu khá thận trọng trong việc dẫn đường vì sợ lệch hướng như đêm qua, làm tốc độ hành quân khá chậm. Sau khi suy nghĩ, tôi thay đổi ý định sẽ thám sát quanh bầu nước mà ra lệnh cho tiểu đội 3 của hạ sĩ Thành Còi lên dẫn đầu bám theo mép suối, đưa đội hình trung đội ngược dòng về hướng tây. Di chuyển được hơn 2 km nữa thì đột nhiên các chiến sĩ của tiểu đội 3 đều dừng lại và quỳ thụp xuống. Sau khi phân công binh Nhất Minh và Quyền tiếp tục quan sát ở phía trước, Thành Còi lùi về gặp tôi báo cáo tình hình. Anh Tị, tôi phát hiện có tiếng Campuchia nói ở phía trước mặt, độ 20-30 mét. Có thể là địch chứ không phải dân đi rừng, vì trời còn quá sớm. Không chần chừ, tôi lệnh cho Trung sĩ Hầu đem toàn tiểu đội có 7 người vòng sang cánh phải 30 mét, rồi bám dần lên phía trước và dặn dò phải hết sức chú ý quân ta bên cánh trái, vì rừng khá dày, nếu nghe súng nổ phải lấn ép đội hình vào ngay. Đồng thời yêu cầu hạ sĩ Thành Còi dẫn thêm 3 người, trong đó có một khẩu B-40 vòng sang cánh trái 20 mét. Với phương thức hành tiến như tôi đã triển khai cho đại đội 4 của Trung sĩ Hầu, còn tôi trực tiếp lên với Minh và Quyền. Tôi khom người tiến lên phía trước, còn cách Minh chừng 3 mét, định hỏi thêm tình hình đã phát hiện, thì đã có tiếng súng của Tiểu Liên nổ như bắp rang bên hướng tiến của Trung sĩ Hầu, do vô tình xông thẳng vào cứ của tàn quân sư đoàn 303. Vì chúng tôi đã bị cây rừng khá dày che khuất mà không kịp phát hiện, đã vào quá sát cứ của địch. Tôi cùng với Minh và Quyền băng lên phía trước để tiếp ứng chia lửa với đồng đội. Bị động ổ bất ngờ, những tên lính Pol Pot là chí chóe và nổ súng chống cự. Chúng phang luôn 2 trái phóng lựu đạn về phía tôi và Minh. Đạn M79 nổ âm âm trên ngọn cây nhưng không gây sát thương cho bọn tôi. 3 đứa chúng tôi đã sộc vào đến cứ dã chiến của địch, vướng phải cái bàn do bọn Pol Pot làm bằng những cây rừng nhỏ to bằng cổ tay, được sắt và cột lại cũng bằng dây rừng khá đẹp. Mấy thằng Pol Pot này cũng khá khéo tay. Tôi buộc phải đi vòng qua cái bàn chắn trước mặt, thì trong hoảng loạn có 3 thằng Pol Pot chạy thẳng về hướng mũi súng của 3 thằng tôi. Cách độ 10 mét thì cả 3 thằng đều đứng sững lại như trời trồng trước mặt chúng tôi. Tôi thấy rõ những đối thủ của tôi bằng xương bằng thịt, mặc quần áo đen với khăn khà ma rằn quấn cổ tay, cầm súng trường CKC, và có thằng thì cầm tiểu liên AK-47. Cả hai bên, ta và địch, đều bất ngờ tao ngộ. Cả 3 khẩu tiểu liên của 3 đứa tôi chĩa về hướng địch, đồng loạt khạc đạn liên thanh. Tôi thủ bộ dựa lưng vào cái bàn mà không kịp quỳ xuống. Khẩu tiểu liên AK trên tay tôi được lật ngang và xiết cò, làm khẩu súng nảy lên từng chập dài, phun lửa đầu nòng hình chóp nón cùng khói đen mù mịt. Có ai có thể tính được lính trinh sát bắn súng? Đúng là cả 3 tôi đều bắn rất dở, bắn ào ào
vậy mà không có viên nào trúng đích mới ghê. Cả ba thằng Pốt Pốt giật mình quay lưng bỏ chạy tỉnh bơ. Nhưng ông Địa vẫn đãi chúng tôi là cả ba thằng vừa thoát khỏi tay chúng tôi, không biết chạy lăng quang thế nào lại lọt ngay vào mũi súng của toán quân thành còi, và súng lại nổ. Có hai thằng Pốt bị quật ngã loại khỏi cuộc chơi, còn một thằng chạy thoát về hướng tây. Cuộc chiến diễn ra chừng 15 phút thì trung đội của tôi làm chủ trận địa. Đại bộ phận của địch vượt suối chạy về hướng tây nam. Căn cứ của địch là một cứ dã chiến. Chúng tôi đếm được trong cứ có 5 cái bàn và hơn 10 cái giường ngủ, đủ chỗ trú cho trên 20 người. 3 cái bếp nhỏ dùng để nấu ăn với những nồi ơ trống không. Bếp còn đang đỏ lửa, nộm nước bằng nhôm, đen thui ngả nghiêng. Nhưng trong cứ lại không có bất kỳ công sự hầm hào nào. Trên những bạt bàn bằng cây rừng còn lăn lốc những trái chuối xanh bị ăn dở cùng muối hột, chứng tỏ bọn Pol Pot đang thiếu lương thực trầm trọng. Cũng phải thôi, cả một hệ thống quân đội từng làm mưa làm gió trên biên giới Việt Nam đã bị đánh cho tan tác rồi còn đâu. Còn chỗ dựa là dân, thì dân còn phải đang ăn bắp, ăn củ nần, củ rừng, không có gạo thì lấy đâu ra tiếp tế cho chúng. Kết thúc trận đánh, chúng tôi tiêu diệt hai địch, thu hai khẩu súng CKC và AK cũ mềm, hai cái bao xe đạn có 20 viên AK, một cái võng dù. Sau trận đánh, tôi đưa trung đội tiếp tục hành quân cập suối về hướng tây, chỉ mang tính tuần tra vì đã nổ súng. Chúng tôi di chuyển về sở chỉ huy của trung đoàn 55. Trên đường về ra đến vườn cao su còn cách Botkhano 4 km thì chúng tôi gặp trung đội 1 của chuẩn ý giảng đang trên đường hành quân vào. Cũng bởi vì nghe tiếng nổ của M79 do địch phản kích và tiếng nổ B40 của tiểu đội 3, chỉ huy trung đoàn biết chúng tôi đã đụng địch nên đã lệnh cho đại đội K21 lập tức đưa quân vào chi viện. Vì khi làm nhiệm vụ phân đội nhỏ, chúng tôi không được trang bị máy bộ đàm. Ngay xã Bốt Khơ No ở phía tây rẽ vào ngã ba là chỉ huy sở trung đoàn và đại đội quân y K23. Vào sâu hơn nữa vài trăm mét là đại đội cối 82. Ngoài con lộ chính dài dài lên phía bắc hướng đi Cham Cơ Lua, có hai đại đội trợ chiến là vận tải và 12 ly 7 lùi về hướng nam đi Campong Tràm, là đại đội DKZ và đại đội công binh. Đại đội 21 của chúng tôi đóng quân ở phía đông con lộ, đối diện với ngôi nhà ngói lớn bên kia đường, là nơi làm việc của tham mưu trưởng và ban tác chiến trung đoàn. Chúng tôi được lệnh phải tự làm nhà để ở, chứ không đóng quân dã chiến trong nhà dân như mọi khi. Cột nhà được dựng bằng những thân cây cau, mái lập bằng lá dừa, vách cũng bằng lá dừa. Duy mặt tiền nhà được làm bằng tre trẻ nhỏ rồi đan lại thành từng tấm, lắp cao ngang ngực như kiểu nhà ở nông thôn miền Bắc. Tuy thấp nhưng không sợ bị mưa tạt do có hàng hiên phía trước khá rộng. Mỗi ngôi nhà rộng 5 mét với chiều sâu 35 mét, khá xinh xắn, với không một tiểu đội chứa được 5-6 người. Giường ngủ đều được làm bằng tre đập dập, chân giường thì chôn cố định luôn dưới chân. Chỉ có nhà nào có cán bộ trung đội ở thì làm thêm cái bàn trà để họp giao ban chiều. Các công trình thế kỷ này được thực hiện gần nửa tháng trời bởi các anh cán bộ trung đội quê ở miền Bắc, đa số nhập ngũ năm 1973-1974. Họ là những kiến trúc sư kiêm thợ cả chính hiệu nông dân. Có một điều thú vị là không ngôi nhà nào được thiết kế cửa nẻo đề phòng chống trộm hay phải đóng cửa khi chủ hộ vắng nhà, mà đề phòng địch tập kích thì rút ra khỏi công sự cho nhanh. Từ những ngôi nhà của trung đội 2, chúng tôi có con đường mòn dẫn về hướng đông, cách 200 mét là rừng cây giả tị. Bên trái con đường, ngay bia rừng là một cái giếng sâu độ 7-8 mét, chỉ còn một ít nước đen thui cùng lổn nhổn xương trắng dưới đáy. Miệng giếng rộng chừng 1,5 mét, được xây bằng gạch chéo, có hai trụ dùng để đỡ trục quay đã mục chỏng trơ. Xung quanh miệng giếng luôn là cảnh tượng hãi hùng đến đau lòng. Nếu có ai từng mục sở thị xương người chất đống, xương tay, xương chân, xương sườn, đầu lâu lớn bé đủ cả,
có những cái đầu lâu lớn hơn trái ổi, có thể nói chính xác là của trẻ em. Đúng là tội ác diệt chủng dân tộc của bọn Pol Pot, uống máu người, tay sai của bành trướng Bắc Kinh. Chúng man dợ đến khó hiểu bởi hành vi giết người mà đất không dung, trời không tha. Không phải chỉ một chỗ này, từ ngã ba Bukhano theo con lộ về hướng Bắc độ 500 mét, đến khu rừng cây giả, tị rẽ về tay phải hướng Đông độ 50 mét, thì bắt gặp thêm một điểm hành quyết ghê rợn của bọn Pol Pot, đầy xương người phơi nắng như thế này, còn ở đâu nữa trên đất nước chùa tháp này nữa đây? Trung đội 2, đại đội 21 trinh sát. Thời tiết trên đất chùa tháp không khác gì miền Nam Việt Nam, cũng chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng những thằng lính trẻ chúng tôi thì luôn có đủ xuân hạ thu đông, bất kỳ thời điểm nào, nhất lại là lính của binh chủng bộ binh với nhiệt huyết nóng bỏng khi dấu giày in mọi mặt trận rực lửa như nắng hè. Mỗi thằng đều một quê hương xa, nhưng quân ngũ là mái ấm, vì yêu thương, vì thương non sông, mà chúng tôi phải cứ mãi đi hết mùa mưa này đến mùa mưa khác, để căn nhà miền hậu tuyến thiếu vắng một người. Ở đây sốt rét là cơm bữa, không sốt rét không phải lính chiến. Một thằng bị ốm là cả trung đội thằng lo cháo, thằng lo tìm miếng ngon để dành bồi dưỡng đồng đội. Nhiều khi chờ trời sáng, suốt canh dài vẫn lo sau cho thằng bạn thân mau hết bệnh. Có những lúc nằm cạnh nhau nghe đêm mưa ngoài tuyến đầu đạn vẫn nổ, nhưng vì nghiệp trai phải đi giữ quê hương cho chúng mình. Ngày mai tao về, đơn vị mày ở lại, mỗi thằng là một vì sao dưới ánh trung thu. Người lính bộ binh chưa rơi nước mắt khi chia tay người con gái nhỏ miền hậu phương thương nhớ, nhưng những thằng đồng đội nơi biên ải đã phải gạt nước mắt phân ly với tâm tư miên man. Tôi luôn khấn nguyện cùng trời cao cho người đi kẻ ở lại luôn. Khi lá khô rơi đầy trên chiến địa, còn bốc khói trong gió buốt mây ngàn, thì lính chợt thấy áo mình đẹp lắm, áo bạc màu vai xương, để lính đi tìm vần thơ tận cuối nẻo phong trần, như lời thề của trinh nhân đã ghi trên báng súng trong hơi thở mùa xuân. Cơm chưa xong, tôi nhảy lên cái võng dù treo trước hiên nhà định ngủ một giấc. Vừa thiêu thiêu thì thượng sĩ Đề, trung đội phó, lại nắm đầu võng giật giật và gọi: "Dậy, dậy đi tị, ông Nga gọi chú mày lên kia, mang theo cả vũ khí nhé." Tôi bật dậy, vào lấy khẩu tiểu liên và bao xe đạn, rồi lên gặp chuẩn úy Nga, trung đội trưởng. Gặp tôi, anh Nga nói: "Mấy thằng lính nó thèm sắn luộc. Thôi thì tớ với ông và ông Đề chịu khó vào dãy đào khoai sắn về cho chúng nó ăn. Chiều thì cũng có cái nấu canh để cải thiện luôn nhé." Chuẩn úy Nga, người dân tộc Thái, quê tận Thanh Hóa, người cao to, nước da trắng, môi luôn đỏ hồng như con gái. Anh là cán bộ trinh sát giỏi và nổi tiếng thương lính, mà tôi đã từng là thuộc cấp trong đợt thám sát Breka ở phía tây sông Mekong, là khu vực bọn tàu quân sự của 603 Pol Pot làm mưa làm gió với trung đoàn 33. Chuẩn úy Nga trực tiếp cùng tiểu đội của tôi, năm lù đù chiến sĩ trinh sát đi trước dẫn đường. Người thứ hai là anh, và tôi là người đi sau anh. Khi phát hiện có tiếng nói Khmer ở phía trước độ 20 mét, anh đã có nhận định đã gặp địch ở phía trước, nhưng chưa xác định là gặp phải cứ của địch hay chỉ một bộ phận địch lưu động. Anh yêu cầu hạ sĩ Năm lù đù là chiến sĩ dẫn đường thận trọng bám lên phía trước theo thế tiền nhập. Tôi nhìn bước của thiếu úy Nga và học thêm được một đoạn trong bài Tránh Mìn Quý Giá. Năm lù đù bước tiến khá nhanh, khi bàn chân sau của hạ sĩ Năm vừa nhấc lên độ 20-30 cm thì bàn chân của thiếu úy Nga đã thả đúng ngay vào dấu chân của Năm lù đù. Tiến thêm độ 10 mét thì anh lệnh dừng lại và yêu cầu tiểu đội của trung sĩ Hầu vòng sang cánh trái 30 mét và phát triển lên, còn tôi cho tiểu đội thẳng tiến, nếu phát hiện địch phải nổ súng ngay. Tôi điều động tiểu đội tiến thêm độ 10 mét thì du lịch đã phát hiện chúng tôi trước và nổ súng. Do rừng cây khá rậm, chúng tôi vẫn chưa phát hiện được vị trí đối phương
mà chỉ ước đoán qua tiếng súng Tiểu Liên do địch bắn, nên đành cho Tiểu trụ lại tại các ống tre bắn nứa. Cánh quân hai bên của tiểu đội Trung Sĩ Hầu vẫn chưa nổ súng. Đột nhiên tôi nghe tiếng nổ mấy loạt Tiểu Liên AK bên cánh độ 30 mét, rồi tiếng chân uỳnh uỳnh của quân đội Nga hô xung phong. Tôi ngạc nhiên vì cái ông Nga này quá trình mới đó đã vòng sang phải xỉa vào hông địch. Tôi đánh cho tiểu đội hô xung phong và nhào lên. Kế đó là tiểu đội của Trung Sĩ Hầu cũng hưởng ứng xung phong vang dậy, nhưng không có bắn viên nào. Kết quả của trận đụng độ, một toán tàn quân 603, chuẩn ý Nga bắn chết một tên địch, thu một tiểu liên AK và 65 viên đạn. Chuẩn ý Nga và tôi mỗi người một khẩu tiểu liên, còn thượng sĩ Đề đi tay không cùng với cái ba lô để đựng khoai. Ba người chúng tôi theo dõi phía sau trại, đi về hướng đông, vượt qua rừng cây Giả Tị, độ 2 km, thì đến dãy khoai mì bên tay phải ngoài trảng, trông xa hơn 10 độ, 1 km, và vườn cây cao su. Tôi lủi ngay vào dãy khoai, còn thượng sĩ Đề lót tót xách ba lô theo chân chuẩn ý Nga cùng lùi vào dãy cách tôi độ 10 mét, đeo súng vào và lưng hai tên này. Tôi nắm lấy gốc khoai mì và nhổ bật lên. Cây khoai có khoảng 4-6 củ khá to. Tôi đang bê từng củ khoai đầy đất đỏ thì chợt nghe tiếng xèo rất lạ, rồi nghe thấy tiếng của thượng sĩ Đề: "Min, min, sao nó không nổ?" "Nó nổ thì chết mẹ rồi, vậy mà còn hỏi." "Đi về." Chuẩn ý Nga nói cộc lốc. Thì ra chuẩn ý Nga vấp phải dây mìn KP2, nó nhảy lên rồi rơi cái ạch trước mặt thượng sĩ Đề, nhưng bị lép không nổ. Trái KP2 này mà nổ thì ba thằng tôi không chết cũng bị thương, mà còn phải kỷ luật nữa. Tôi còn kịp bỏ mấy củ khoai mì vào cái ba lô về cho lính, còn thượng sĩ Đề thì mày mặt xanh đít nhái và hứa khi về sẽ vào trong dân để ngoại giao lấy con gà về nấu cháo ăn, mừng tối thứ bảy hàng tuần như thường lệ. Nếu không có nhiệm vụ hành quân, các trung đội phải tập trung quân lên hội trường đại đội để sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Đây là chiêu thức của cụ quân chính trị viên nhằm quản lý bộ đội, thường dù là ra nhà dân để làm công tác dân vận. Và đơn vị trú tại thị trấn Botkhorno mới hơn 2 tháng thôi thì đã có những chuyện tình theo kiểu hoa nở về đêm, trong đó có cả tị tôi bị dính chấu mặc dù không cố ý. Trong khi ngôn ngữ bất đồng, ông nói gà, bà hiểu vịt, vậy mà tình yêu vẫn nảy nở được mới ghê chứ. Chúng tôi cười nói vui vẻ, lục tục kéo nhau về nhà trung đội, vừa bàn tính, phân công những ai phải ở nhà làm nhiệm vụ canh phòng và giữ chuồng, đề phòng có mấy ông đại đội đi kiểm tra đột xuất. Chỉ 1/3 quân số được làm lính dù mà thôi. Tôi bước vào nhà, súng còn đeo vai, vừa định treo bao xe đạn lên giá súng thì một tiếng nổ ầm vang lên và hàng loạt đạn tiểu liên nổ vang phía bên nhà tiểu đội của Trung Sĩ Hầu. Địch đã chủ động tập kích vào chốt gác của trung đội 2 chúng tôi, làm Thành Còi bị thương ở chân. Đạn nhọn làm vỡ xương ống quyển nên vết thương khá nặng. Tôi lao người ra công sự và nổ vài loạt đạn AK về hướng địch đã khai hỏa B-40. Bọn địch vẫn lì lợm bắn thêm mấy loạt tiểu liên vào đội hình của chúng tôi sau khi cắn trộm một miếng trước khi rút lui. Theo phương án tác chiến, khi bị địch tập kích đã định, trung đội 1 của chuẩn úy Giảng đã xuất kích về hướng đông nam, sau đó sẽ vòng lên trái để đánh địch về hướng trung đội 2, chỉ để lại 3 chiến sĩ cùng thượng sĩ Đề ở lại giữ cứ, còn đại bộ phận do tôi chỉ huy phát triển ra đông bắc để truy kích địch. Dưới ánh trăng mờ thượng tuần tháng 8, chúng tôi luồn lách vào trong rừng Giả Tị, mà phía dưới là những cây bụi cỏ hôi cao khỏi đầu người. Theo quy ước, từ doanh trại vươn ra bên ngoài độ 300 mét, chúng tôi dàn ngang đội hình càn về hướng nam, tạo thế khép gọng kìm cho đến khi bắt tay được với trung đội 1 dưới nam phát triển lên. Trời đã lại bắt đầu chuyển mưa, gió thổi mạnh mang theo hơi nước lạnh với những ánh chớp sáng gầm gừ của ông trời.
Bỗng có tiếng sột soạt như con nai mền gặp hơi người tuôn chạy, thì binh Nhất Tài lên tiếng hỏi: "Ai? Có phải trung đội 1?" Không có tiếng trả lời, mà lần này tôi nghe rõ tiếng chân của hai ba người chạy tạt về hướng đông. Tôi đã ra lệnh: "Bắn!" Riêng hai người mang B-40 không tác xạ, còn lại là 6 tiểu liên AK đồng loạt nổ liên thanh về hướng có tiếng chân người chạy. Sau mấy loạt đạn thì trước mặt chúng tôi đã nghe tiếng la ơi ới của chuẩn úy giảng: "Trung đội 1, trung đội 1 đây, đừng bắn, đừng bắn." Nghe tiếng của chuẩn úy giảng, tôi lệnh cho binh Nhất Tài và Minh Còi tiến lên phía trước để bắt liên lạc, và nghĩ trong bụng: "Thôi rồi, chuyến này thế nào mình cũng bị mấy ông đại đội cạo cho ra trò, vì quân ta tí nữa chiến thắng quân mình." Vừa lúc bắt tay với trung đội 1, chuẩn úy giảng gặp tôi chửi nhoi trời đất: "Con lạy các bố, con lạy các bố, thần hồn nát thần tính à? Địch ở đâu sao không bắn mà lại bắn vào quân mình như trải chấu? Có chết mẹ cái thằng con này không?" Tôi chỉ còn nước đứng chịu trận sự mắng mỏ của chuẩn úy giảng, rồi cùng nhau thu quân về trại. Sáng hôm sau, cả đại đội 21 bung ra kiểm tra trận địa thì phát hiện cánh quân của trung đội 2. Tôi đã bắn chết một tên Pol Pot mặc một bộ quần áo gabardine, đội mũ bánh tiêu kiểu Trung Quốc. Tên địch chết cứng, gục xuống với tư thế quỳ, một tay chòi xuống đất, còn cầm khẩu AK. Vết thương gây tử vong là hai viên AK từ sau lưng chỗ ra trước ngực. Tên địch này nghèo đã ghi điểm, đồng thời giải oan cho trung đội 2 cái vụ thần hồn nát thần tính. Gặp lại tôi, chuẩn úy giảng vỗ vai cười khè khè: "Ông tị này, thông cảm nha, hiểu lầm thôi mà. Chuyện nhà binh mà. Bảo nhỏ này, tớ có con gà, chiều nay qua bên tớ nhé." Sinh hoạt đời sống người dân tại thị trấn Bokhono khá nhộn nhịp. Đã có họp chợ mua bán, chủ yếu là nông sản và các công cụ làm nông do người dân tự trồng trọt và sản xuất thủ công. Có bán cả rượu đế. Tuy tình hình lương thực đang thiếu đói, phương tiện vận chuyển là những xe tải do Liên Hợp Quốc viện trợ còn rất mới. Hàng Thái Lan cũng đã xuất hiện, chủ yếu là thuốc lá với nhiều thương hiệu, có nhãn hiệu thuốc lá Samit được bộ đội Việt Nam ưa chuộng. Khăn cà ma của Thái Lan có màu sắc rực rỡ, sợi mịn và đẹp hơn cà ma của Campuchia sản xuất. Phương tiện trao đổi là tiền do chính phủ Hiêng Songrin phát hành, gọi là đồng ria. Phụ cấp tiêu vặt cho hạ sĩ quan và binh sĩ ngoài tiền Việt còn được phát thêm 5 ria mỗi người. Mua bán heo bò hay xe đạp có giá trị lớn, người ta hay dùng mia, tức là vàng y, để trao đổi nếu không có đủ tiền. Nhìn chung, đời sống còn khó khăn, phải ăn cơm độn ngô khoai. Y phục của người dân là những bộ quần áo được nhuộm bằng trái mặc nưa nên có màu đen, mốc hoặc nâu nâu. Điều đặc biệt là trai gái già trẻ, mỗi người đều có khăn cà ma để quấn cổ hay đội trên đầu.